Xin chào các bạn, Thảo Linh lại tiếp tục đồng hành với các bạn trong số MarkTalk ngày hôm nay. Và trong video này, chúng ta sẽ bàn về những rủi ro bảo mật trong xu hướng Internet of Things. Internet of Things, viết tắt là IoT, đã là một khái niệm không còn quá xa lạ với hầu hết người dùng công nghệ hiện nay. Nhiều người cho rằng đây sẽ được coi là một cuộc cách mạng tiếp theo về công nghệ trên thế giới, sau cuộc cách mạng mang tên smartphone đang thống trị thế giới hiện tại. Tuy nhiên thì nhiều người khác lại không tin tưởng lắm về lập luận trên, thậm chí còn cho rằng nó đang bị cương điệu quá mức. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận được sự ngày càng phổ biến của IoT trong cuộc sống hiện tại. Nếu như mạng xã hội giúp cho con người xích lại gần nhau, thì IoT lại giúp con người có thể điều khiển mọi vật dụng điện tử của mình với khoảng cách không giới hạn. Và dĩ nhiên thì điều gì cũng có mặt trái của nó, và IoT thì cũng không phải ngoại lệ. Giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào, bản thân của chính IoT cũng đang tồn tại những rủi ro nhất định khi sử dụng. Theo một nghiên cứu mới đây đã đưa ra thống kê cho biết, sẽ có khoảng hơn 6 tỷ thiết bị thông minh được kết nối với nhau trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm nay. Và đến năm 2020, con số trên sẽ tăng lên tới 20 tỷ. Lý do của sự tăng trưởng kinh khủng này nằm ở việc tất cả các thiết bị trên sẽ được đưa lên mạng Internet thông qua các máy chủ điện toán đám mây. Sau đó, từ các máy chủ này, dữ liệu sẽ được gửi tới một nhóm thiết bị nhất định thuộc cùng chủ sở hữu nhằm phục vụ cho các mục đích hữu ích khác nhau. Ví dụ như là bạn muốn kiểm soát xem là camera an ninh trong tiệm đồ lót của mình để xem có thằng nào biến thái đến ăn trộm hay không, thì rất là đơn giản thôi, bạn chỉ cần một chiếc điện thoại và một mạng Internet là xong. Tuy nhiên thì một vấn đề nảy sinh với các kiểu kết nối này, đó là việc gửi và nhận dữ liệu được diễn ra theo hai chiều. Nếu một thiết bị có thể gửi dữ liệu đến đám mây, sau đó cũng được cấp phép liên lạc từ chính đám mây đó, thì tức điểm trung gian này sẽ là điểm đến ưa thích của tin tặc. Một khi chúng xâm nhập được vào kết nối trên, đồng nghĩa với việc cả hệ thống kết nối cục bộ giữa các thiết bị với nhau đã bị bại lộ và trở thành công cụ sử dụng của hacker vào các mục đích xấu. Một ví dụ điển hình nhất gần đây là việc tin tặc lợi dụng mạng IoT để tấn công từ chối dịch vụ DDoS với quy mô lớn vào công ty DIN, một nhà cung cấp DNS cho một loạt mạng xã hội diễn đàn mạng lớn nhất thế giới hiện nay như là Twitter, SoundCloud, Spotify, Reddit cùng một số đơn vị khác. Điều này không chỉ gây nên thiệt hại kép về tài chính cho cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn các tổ chức này, mà còn đánh mạnh vào tâm lý người dùng trong lòng tin về một kết nối nội bộ được cho là ẩn danh và an toàn. Dĩ nhiên, các chuyên gia bảo mật từ lâu đã biết đến các điểm bất an toàn từ hệ thống IoT. Trong thời điểm hiện tại thì một danh sách các điều cần lưu ý khi vận hành IoT đã được liệt kê và hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ. Đó bao gồm: đầu tiên là xác thực, không bao giờ đặt các mật khẩu theo mặc định và giống nhau trên các thiết bị, thay vào đó là cần đặt theo cơ chế ngẫu nhiên. Tiếp đến là gỡ lỗi, không cấp quyền cho phép gỡ lỗi trong một thiết bị IoT để đảm bảo khả năng bảo mật mặc định cao nhất và chịu sự kiểm soát từ chính nhà cung cấp. Bên cạnh đó là mã hóa, tất cả các gói thông tin liên lạc giữa các thiết bị IoT đều phải được mã hóa. Tiếp theo là bảo mật dữ liệu cá nhân, phải đảm bảo không có bất kỳ dữ liệu cá nhân của người dùng bị thả nổi trong một kết nối IoT nhằm tránh hacker khai thác và lợi dụng cho mục đích xấu. Giao diện nền web cũng phải được thiết kế để chống xâm nhập từ xa. Cập nhật phiên bản phần mềm liên tục thì điều này sẽ giúp cho bản thân hệ thống IoT luôn vá được những lỗ hổng bảo mật phát sinh nhanh nhất, và cũng như là cung cấp một số tùy chọn mới tối ưu hơn trên nền tảng phần cứng hiện tại. Và cuối cùng là về phía người dùng, tốt nhất là không nên mua hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân trên các thiết bị IoT không đảm bảo đủ các tiêu chí bảo mật. Nhìn chung thì chìa khóa để thiết lập an ninh tốt nhất cho hệ thống IoT chính là việc tập hợp sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà phát triển và thông báo tới người tiêu dùng về những rủi ro khi mua những thiết bị thiếu an toàn. Thậm chí ngay cả khi bản thân người dùng cũng cần phải tự trang bị cho bản thân một nền tảng kiến thức nhất định để có thể tự bảo vệ được bản thân hữu hiệu hơn trong trường hợp hệ thống IoT nội bộ bị tấn công. Và xét trong một tương lai gần, với hàng chục tỷ thiết bị IoT kết nối với nhau thì điều này là thực sự cần thiết. Số Smart Talk của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy vấn đề này như thế nào? Hãy cùng nhau bình luận ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các số Smart Talk tiếp theo.